Bây giờ chúng ta sẽ làm nốt cái nội dung tiếp theo là chúng ta sẽ thao tác với cả cơ sở dữ liệu nhá, thao tác với cả cơ sở dữ liệu để phòng lớp nhá. Làm sao? Tắt tiếng kệ. Ảnh hưởng gì đâu. Ai bảo không có tiếng. Rồi bây giờ các em vào view này, chọn Other Window này, chọn Data Source này, chọn Add New Data Source. Chọn Next. Đấy, bấm vào New Collection. Server name thì có hai cách, một là em copy nhá, copy từ đây, copy từ đây, đấy, cái data về đây, name này, copy, đấy, chúng ta chọn database nhá, đâu rồi, cái nào nhỉ? Nhiều quá, đây là học là 24/4 rồi. Đấy. Nhiều quá cho nên bây giờ phải để ghi rõ ngày tháng vào thì đấy. Cách thứ hai là các em gõ vào đây local. Cách này thì hên xui đâu, không phải lúc nào học được. Cái này là hết đấy, thì mong mai mới được. Cái này cũng được. Bấm vào test này. Nó báo connection successful là được nhá. Chọn OK này. Ta copy lại cái chuỗi này nhá. Copy, chọn next. Đấy. Xóa bớt cái đoạn này đi cho đơn giản. Chữ connection string này thôi cho đẹp. Rồi, kích vào toàn bộ các cái ô này và xóa toàn bộ cái tiền tố ID cho đẹp. Đấy, để chữ data set thôi nhá. Finish. Đấy, các anh nhìn thấy hai bảng nhá. Bây giờ chúng ta sẽ kích được phải chọn view code này ở F7 được. Thì cái chúng ta vừa copy được thì đấy là cái chuỗi kết nối chúng ta nếu bạn nào mà chưa kịp copy cái dòng này quên copy thì ta có thể vào view folder và chọn phân tích này. Đấy. Em có thể copy lại cái đoạn này bằng cái chuỗi collection string này. Đấy. Đặt đặt một cái dấu. Các em đặt một cái dấu ở đây nhé, kéo xa này, giữ shift, đặt hơn nữa để chúng ta copy được nhé, select được, đặt rồi copy thôi. Đấy là vấn đề về nguồn dữ liệu này. Bây giờ tiếp tục này. Chúng ta sẽ khai báo thêm nhé. Using chấm chấm delta chấm sql client. Thôi kệ bạn đi nào, bây giờ chúng ta để ý này, SQL client nhá, chúng ta khai báo này. SQL connection và kết nối. SQL
Comma. Đó chưa rồi. Comma. Thực hiện. SQL. Data Reader. Đó. Mọi thao tác nó đều xoay quanh ba cái này hết nhá. Ba này hết. Còn một số các bạn thì lại thích là thích cái thích dùng cái gì nhỉ? Thích dùng có từ model đó. Đó. Thì chúng ta sử dụng dataset này. Dataset và data table adapter đấy thì thầy không dẫn cái này nhá. Cái này nó sẽ lòng vòng hơn tí. Lòng vòng hơn tí nhá. Nhưng mà cái này nó hay hơn đấy, Fit Connected thì hay hơn là Connected nhá. Khẳng định là nó hay hơn. Và khi mà làm phần mềm chuyên nghiệp thì thầy thích dùng phần mềm. Như ở đây chúng ta đang học cho nên là nhất là học lại nữa cho nên là chúng ta sẽ dùng cái phương án là sử dụng xoay quanh ba cái này nhá, ba lớp này thì nó cảm giác nó dễ dùng hơn. Rồi việc đầu tiên là chúng ta sẽ khởi tạo kết nối này, khởi tạo kết nối nhá. Khởi tạo kết nối thì chúng ta sẽ dựa vào sự kiện form load của form lớp này nhá, form quản lý lớp này. Và kích đúp lên cái xanh tiêu đề nhá, đừng có kích đúp ở giữa này nhá. Kích đúp ở giữa này là chúng ta đang có cái table layer panel ấy thì nó sẽ thành là table layer panel click đúng không? Ta kích vào đây nhá. Để khi mà form lớp này nó được bật lên ấy, nó được show ấy thì nó sẽ thực hiện các cái hành động ở trong cái thằng đấy luôn. Form lớp loát này. Nó kích nhầm. Và chúng ta sẽ khởi tạo kết nối cho toàn bộ cái form này, kết nối vào view connection và chúng ta sẽ khởi tạo cái nguồn dữ liệu chúng ta sẽ khai báo thêm vào đây cái câu lệnh đây SQL đấy và cầu để sẵn này bây giờ các em sẽ thấy rằng là ở trên cái bảng dữ liệu lớp này của chúng ta này ta chưa có dữ liệu gì cả đúng không? Ta chọn select chúng ta chưa có dữ liệu gì cả, nó chưa có dữ liệu gì, cho nên là chúng ta sẽ làm cái nút thêm đầu tiên nhá, nút thêm, nhá, nút thêm nhá, ta kích đúp vào nút thêm để tạo sự kiện thêm. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng làm xong nút thêm xong chúng ta nghỉ, sau làm tiếp, được không? Cố gắng làm xong nút thêm nữa. Bây giờ như thế này ta có kết nối rồi đúng không, kết nối rồi và để thêm dữ liệu chúng ta cần một cái câu truy vấn được chưa, lệnh này à, quan trọng là cái lệnh này phải đúng đúng không, thì các em có thể viết một cái câu lệnh truy vấn, viết một cái câu lệnh truy vấn tắt bớt này đi. Rồi câu lệnh truy vấn nhá. Truy vấn là insert into lớp đấy. Đúng không? Thì đúng ra là chúng ta sẽ phải ngồi gõ câu lệnh, đúng không? Mà thầy sẽ hướng dẫn các em một cái mẹo là các em sử dụng dataset này. Cái dataset này mặc dù chúng ta không dùng đến vì là chúng ta dùng một cái phương án ở đây là coi từ model là chúng ta không dùng Bitcoin từ, đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn dùng dataset này để chúng ta lợi dụng nó trong cái việc là tạo ra cái câu truy vấn. Rất hay. Chúng ta chọn insert này. Kích đúp vào dataset nhé. Sau kích vào lớp trên tuyệt phải này, vào lớp này, chọn add, chọn query. Sau đó chọn next. Chúng ta chọn insert nhá. Insert và đây các em nhìn thấy câu truy vấn chúng ta đây, đúng không?
mà nhìn này nó vẫn hơi khó, chúng ta thắng con rebuilder nhá, chúng ta nhìn này rất là rõ ràng luôn. Đó. Các em thấy ở đây chúng ta có hai cái giá trị mới là hai cái parameter, đúng không? Hai cái biến ở trong câu truy vấn của TSPL đấy. Ta copy câu này. Đảm bảo chính xác nhá. Đấy, đảm bảo uy tín luôn. Ok nhá. Để cancel đi. Ra vào đây. Paste nó vào đây nhá. Đảm bảo là chính xác luôn. Đó. Nhìn câu truy vấn trong nó đẹp. Đó. Thì chúng ta gõ ở trong nó bằng bằng lắm. Đúng không? Để thầy gõ. Thầy có thể gõ này. Insert into hai giá trị. Đây, hai giá trị truyền vào. Đó. Bây giờ để thực hiện được cái lệnh truy vấn này, chúng ta sẽ cần một cái SQL command, chúng ta khai báo trên này thực hiện này. Thực hiện bằng SQL command. Đấy là. Và chúng ta sẽ khởi tạo nó luôn bằng lệnh và kết nối. À. Đây là hai thuộc tính của SQL Command nhé, và chúng ta đây là chúng ta khởi gọi là khởi tạo sắt, khởi tạo bằng cách là truyền dữ liệu vào luôn. Còn cách khởi tạo thứ hai là chúng ta khởi tạo không có tham số truyền vào, thì sau chúng ta cũng phải truyền tham số, đúng không? Đây chúng ta truyền sẵn luôn. Tại vì sao? Tại vì đây chúng ta đã có kết nối được khởi tạo ở đây rồi, đúng không? Đấy thì nó có giá trị rồi và lệnh chúng ta viết ở đây rồi, được chưa? Rồi tiếp theo này. Thì các em thấy rằng là trong câu truy vấn, trong cái lệnh này chúng ta có hai biến, đúng không? Chúng ta cũng phải truyền vào cái command này hai cái biến nữa. Để truyền vào biến, chúng ta chọn thực hiện chấm parameter s bằng ngoặc. Chúng ta sẽ cần hai tham số, một tham số là tên của parameter và cái thứ hai là kiểu dữ liệu, đúng không? Đúng rồi, SQL DB2 DB3 cha. Đúng ra còn kích thước nữa không? Nhưng mà đây thôi chúng ta bỏ. Thế thì chúng ta sẽ copy lại dòng này. Hết dòng này. Tên lớp và liên hệ thì đều là DB3 cha. Và chúng ta cần truyền dữ liệu cho hai cái dưới này, đúng không? Truyền dữ liệu cho hai cái biến này nhé. Ra cái bảng thực hiện parameter value vào đầu vào ta sẽ là textbox nhé, textbox tên lớp chấm text thuộc tính text của textbox tên lớp này. Tương tự như thế chúng ta có hiện chấm parameter value bằng textbox liên hệ chấm text. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ copy các cái tên này cho nó chuẩn nhé. Liên hệ này. Vấn đề là cái copy cho nó chuẩn đó. Hai parameter được khai báo và hai parameter được truyền dữ liệu. Chưa nhỉ? Sau đấy thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta cần phải mở kết nối. Và đương nhiên là đóng kết nối. Trong quá trình mở và đóng kết nối này, chúng ta sẽ thực hiện việc chạy cái hàm này, thực hiện chấm SQL đăng quan đi đối với thêm sửa xóa tất cả là thực hiện chấm SQL đăng quan đi hết nhá. Đây nhá. Rồi đến đây chúng ta chạy thử này. Thử nhá. Có vào lớp tên lớp và liên hệ tên lớp lập trình máy tính 1K12
không biết em rồi có một lần nữa nhá, được một hai lần nhiều quá không được đâu. Bây giờ chúng ta chạy thử cái này ra đây này, không biết luôn. À, như vậy là ổn đúng không? Uy tín rồi đấy. Bây giờ chúng ta muốn là hiển thị dữ liệu ở dưới này thì chúng ta làm nào. Ví dụ như là khi mà form lớp nó loát này thì nó hiển thị dữ liệu luôn nhá. Ta làm như sau này. Ta cần một cái lệnh. Và đây là một câu truy vấn dạng select nhá. Ra không phải data set này, cái chân phải query này. Select. Select. Copy vào đây và paste vào đây. Bạn nào bảo ôi rồi biết bằng hoa là hoa select sao column lớp là sao mà cũng được thôi đó, là sao cả select sao column lớp được, nhưng mà thầy thích viết như thế này để thầy nhìn rõ là đây là một ID của tên lớp của liên hệ nhá. Nhìn này tí nữa mình dễ quan sát mình code được chưa. Đấy. Chúng ta cũng sẽ cần một cái thực hiện được khai báo mới, chúng ta nên khai báo một cái thực hiện mới nhá để tránh chung các cái hàm và tránh chung các cái tham số parameter ở các cái gì các cái nội dung khác nhau để nhập ra khai báo hẳn luôn nhá. Với cái comment này thì nó là câu lệnh select đúng không, với comment này thì nó là câu lệnh insert nhá, và nó có hai các tham số điền vào nó dễ hay hơn. Rồi bây giờ chúng ta cũng là gì, với cái câu lệnh select này các em thấy không có tham số đúng không, không có tham số ở trong câu truy vấn SQL nên sẽ không có cái dòng này. Đây. Đó. Ta chỉ cần mở kết nối đó. Nối chặt. Kết nối chặt vào đâu. Đó. Và để đưa dữ liệu lên Delta Big View. À, Delta Big View của chúng ta đây. Đó. Đây là nó là Delta Big View luôn nhá. Thì chúng ta sẽ thực hiện như sau này. Trong quá trình mà mở kết nối nhá, sau khi thực hiện xong ta lại đóng này, ta phải biết là lớp này là gì, lớp này là cái khai báo trên này này SPL chúng ta biết rồi, bằng thực hiện chấm SPL biết rồi. Thì quá trình mà nó đọc dữ liệu thì chúng ta đọc ngoài mỗi lần thì nó sẽ đọc trên một dòng các em nhá, đọc chấm dít này, đọc chấm dít này nó sẽ trả về một cái giá trị đúng hoặc sai đó, không có gì đọc. Đọc. Ở to the next record đúng không? Nó sẽ đọc các cái bản ghi tiếp theo liên tục. Chúng ta sẽ cần một cái biến y trung gian khi mà đọc lại vào sau để chúng ta quản lý nên ta biết gì nhá. Bắt đầu đọc một cái. Chúng ta sẽ ép một thêm một dòng, cùng ép này, ép thêm một dòng nhé, ép một dòng mới vào, đúng không? Mình gọi là data view đầu tiên, sao là không có cái gì này, tôi là ép thêm một dòng vào đây, đúng không? Ép thêm một dòng vào đây, thì chúng ta tăng y lên một. Thì dòng đầu tiên thì cho mình tưởng tượng rằng là nó sẽ là dòng không nhá, không để ra biết là data view chẳng đâu không này, phải đâu không, dòng đâu không. Và cell là cái ô đầu tiên của cái dòng đó là không này, đó sao không luôn chấm value là giá trị nhá, bằng top top không đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ để là đâu không như thế này thì không ổn đúng không, đâu không như thế này không ổn, tại vì là cái dòng chúng ta mỗi lần mà chúng ta đọc được dữ liệu thì nó sẽ tăng lên đúng không? Chúng ta để đây ở đâu y nhá, còn cell không, cell một, cell hai, cell ba thì nó sẽ là các ô ở đây, đây cell không này, cell một, cell hai, không một hai nhá, đó ta copy này,
012 này, được không? 012 nhá, tương tự như thế, ta có 012 đúng không? Lớp 0 tương đương với ID, lớp 1 tương đương với tên lớp và lớp 2 tương đương với liên hệ. Thế là nguyên nhân vì sao mà chúng ta không nên là select sao ở đây, đúng không? Và chúng ta select từng cột một để chúng ta nhìn rõ là cái 012 này là cái gì. Xin nhầm. Bây giờ chúng ta chạy thử nhá. Đấy, chúng ta thấy này, lập trình máy tính 12 này, K12 này, liên hệ không biết đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta thử về lập trình máy tính 2K12 đó, chúng ta bấm vào thêm thì các em nhìn thấy là không có hiển thị ở dưới này đó. Bây giờ chúng ta muốn hiển thị sau khi bấm nút thêm ấy, thì chúng ta phải làm như thế nào? Đây, khi bật lên đương nhiên là khi load thì nó sẽ được thôi đúng không? Load lại nó sẽ được thôi, chỉnh lại cái hại rồi. Nhưng mà chúng ta muốn hiển thị ngay sau khi bấm nút thêm thì tức là chúng ta sẽ phải gọi lại toàn bộ đoạn code này đúng không? Chúng ta phải copy toàn bộ cái đoạn code này ở dưới này đúng không? Copy toàn bộ ở dưới này sau khi bấm nút thêm. Thì thay vì như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm còn phải gom code cho nó dễ. Chúng ta sẽ gom cái code này vào đây. Đấy, ta cho đấy để cắt nó vào bên nó đang nhá. Và hiện thì hiện còn phát ở đây, còn phát ở đây. Ta để cái hàm đúng không? Khi mà những đoạn code mà chúng ta lặp lại nhiều lần thì chúng ta sẽ tạo ra các cái hàm để sử dụng. Đến đây sẽ thử này. Vào lớp, lập trình máy tính 1, lập trình máy tính 2, đúng không? Lập trình máy tính 3, thêm. Mỗi lần thêm thì chúng ta thấy rằng là nó dư ra cái dòng ở dưới này. Dư ra dòng ở dưới này. Đúng không? Chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Lý như nào đây? Thì cách làm khá là đơn giản. Và chúng ta sẽ remove các cái dòng trống đi. Đi ngủ các dòng trống đi nhá. INT gì bằng chúng ta sẽ xóa đi bắt đầu từ vị trí là y y hoặc y chỉ một, chúng ta sẽ để xem từ đây để y để y chỉ một nhá. Và gì nhỏ hơn SW chấm row chấm cao và đi cũng cộng. SW chấm ta sẽ gọi là demo demo mua gì họ chạy thử đây là làm hiện nhá. Lập trình máy tính 4 K12
dư một dòng thì ngày thứ năm tăng ngày dư gần hai dòng luôn. Ta để thử y trừ một thế nào, y trừ một một hai ba bốn này thì mấy thứ ba này lỗi nhé, này chúng ta sẽ sửa sau thì mấy thứ một ba mười một đấy. Một ba mười một chỉ mấy đấy, hai ba mười một ba bốn ba mười một có vẻ như là không ổn đó. Như vậy là chạy từ y trừ một này là không được này. Chúng ta nên lặp lại cái việc tuy mô này một vài lần thì chắc là được. Chơi kiểu không chạy thì cho chạy nhiều lần. INT K bằng 0 K nhỏ hơn có chạy nhiều lần luôn 8 đi à, tức là chúng ta lặp lại cái việc remove này nhiều lần à, chạy thử nhá. Gì bắt đầu từ Y nhá. Một k mười một hai k mười một hai k mười một ba k mười bốn k mười một đó lập trình máy tính một đấy có vẻ ổn đấy sắp đàn sạp luôn đó. Thì máy tính hai k mười à, đẹp rồi đấy đẹp luôn đúng không đấy. Thì có những bạn thì bảo là tại sao không dùng cái cách thức là sử dụng ở đây là gì, sử dụng là delta cách đấy cũng được nhưng mà cách đấy nó có một cái hạn chế là như sau này là cái thao tác của mình ấy, nó hơi dở ở chỗ là cái select cell này nó sẽ nhảy về cell đầu tiên nếu chúng ta sử dụng là clear nhá. Nó có một cái dở đây. Nếu mà không dùng cái này nhá mà chúng ta sử dụng là delta xvu chấm cho đi hai cách này cũng được à, cách này là hay dùng nhất này nhưng nó có một cái hạn chế là như này đây ví dụ như là lập trình máy tính 3K10 đi. Đấy, thì các em thấy rằng là nó sẽ bị nhảy đúng không? Ví dụ mình đang select cái này mình đang muốn để con trỏ ở đây bây giờ mình cứ thêm một cái là nó lại cái này nó sẽ bị nhảy ở trên cùng này đấy, nó lại nhảy đến đây đúng không? Thì trong một số trường hợp thì khi mà chúng ta thao tác nó sẽ hơi khó chịu nhất là đối với những cái
cái chương trình, ví dụ như thầy đang viết cái chương trình là quản lý câu hỏi trắc nghiệm ấy. Cứ mỗi lần thêm hoặc sửa, nhất là sửa ấy. Mình đang sửa cái này cái sửa ra một cái này nhảy tọt lên đây, nó lại sẽ lấy cái này rất là khó chịu. Đấy, nên chúng ta có thể sử dụng cái cách làm này thì cảm giác nó thoải mái hơn nhé.